Xin chào các bạn, mình rất vui được đem đến những kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa lan tại nhà đến cho các bạn, giúp chúng ta có được những bông hoa tươi đẹp rực rỡ. Khi hoa nở, màu sắc sẽ đậm, cây nhanh phát triển. Mình nhận được nhiều câu hỏi gửi về, khi những chiếc rễ trên không đã quá dài, mình có nên cắt bỏ hay không để giúp cho cây phát triển mạnh hơn. Hôm nay mình chia sẻ rõ hơn về vấn đề này. Đối với những cây hoa lan, rễ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hấp thu những dưỡng chất và thực hiện quá trình trao đổi chất để giúp cây phát triển mạnh hơn. Khi những chiếc rễ trên không phát triển mạnh mẽ, điều đó có nghĩa rằng cây lan của chúng ta sinh trưởng và phát triển rất mạnh. Với những cây hoa lan, rễ sẽ có hai phần chính. Một là những rễ mọc bên ngoài chậu, hay gọi là những rễ không khí. Những rễ này không bám vào chất trồng, mà sẽ hấp thu những dưỡng chất có trong không khí như là độ ẩm, ánh sáng, lượng carbon dioxide hoặc là các loại phân bón lá mà chúng ta bón cho cây. Khi những rễ trên đây đang hoạt động thì sẽ có những đầu hút phát triển. Còn những rễ không hoạt động sẽ không có những đầu hút phát triển. Và những rễ này đóng một vai trò rất quan trọng đối với những cây lan. Hai là những rễ ôm chặt vào phần chất trồng, giống như khi trong môi trường tự nhiên sẽ hút những chất dinh dưỡng có từ những loại phân bón hữu cơ hoặc là nước mà chúng ta cung cấp cho cây. Khi lượng nước được cung cấp để giúp cho chậu cây giữ ẩm thì những chiếc rễ trên đây sẽ hoạt động và phát triển rất tốt. Đối với cây hoa lan, độ ẩm rất cần thiết. Khi các bạn cung cấp một độ ẩm đầy đủ, những dưỡng chất thì cây sẽ sinh trưởng và phát triển rất mạnh. Và đối với những rễ trên không, thường có màu trắng và những đầu hút có màu xanh. Khi các bạn nhận thấy những chiếc rễ này căng bóng, khỏe mạnh, thì điều đó cho thấy cây lan của chúng ta rất tốt. Vì những cây lan thường xuất phát từ vùng nhiệt đới, nhu cầu độ ẩm đòi hỏi rất cao. Do độ ẩm trong môi trường và trong cuộc sống của chúng ta thường dưới mức độ ẩm cần thiết của cây. Khi quan sát vào sự phát triển của bộ rễ, sẽ biết được môi trường sống hiện tại có đủ cung cấp độ ẩm đầy đủ để cây phát triển hay không. Khi các bạn nhận thấy những chiếc rễ trên đây bị teo tóp và không khỏe mạnh, những chiếc rễ không hoạt động, các bạn sẽ chuyển sang môi trường mới để giúp cho cây phù hợp hơn. Nếu chúng ta đặt cây ở những nơi độ ẩm thấp, các bạn sẽ quan sát vào phần chất trồng và bộ rễ để chúng ta có lượng nước tưới phù hợp. Đối với những rễ trên không, khi đã phát triển quá nhiều, các bạn cắt ngang, cây sẽ ngừng phát triển. Và cách làm này sẽ mất khoảng thời gian khá lâu để tái tạo lại những chiếc rễ mới. Và đối với những cây hoa lan, khi các bạn cắt rễ sẽ ngưng quá trình trao đổi chất và làm cho sự hấp thụ nước và phân bón kém đi, cây sẽ ngừng phát triển và chúng ta không nên cắt. Khi môi trường sống đã không đủ độ ẩm cần thiết cho những rễ của cây lan thì những rễ trên không này sẽ ngừng hoạt động và các bạn nhận thấy những chiếc rễ trên đây sẽ không có được màu xanh. Mình đã có cách làm đơn giản cho việc này. Khi các bạn đặt những chiếc rễ không hoạt động vào chậu nước trong khoảng thời gian, những chiếc rễ trên không này sẽ phát triển và hoạt động trở lại, giống như khi chúng ta trồng trong môi trường thủy canh. Và với cách làm đơn giản này sẽ góp phần giúp cho sự hấp thụ nước và phân bón của rễ cây hoạt động tốt hơn. Mình sẽ dùng những ly nhựa đặt những chiếc rễ vào đây. Các bạn sẽ cho nước vào. Và những chiếc rễ này cũng vậy. Các bạn sẽ dùng ly nhựa đặt vào đây và mình sẽ cho nước vào. Khi chúng ta đặt những chiếc rễ không hoạt động vào trong nước, trong khoảng thời gian ngắn, những chiếc rễ này đã hấp thụ được lượng nước cần thiết. Giống như khi các bạn trồng trong môi trường thủy canh, những chiếc rễ hoạt động rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, những chiếc rễ đã dần xanh trở lại. Với cách làm này, những chiếc rễ không hoạt động sẽ hoạt động tốt trở lại. Khi chúng ta thấy nước trong chậu bị vơi đi, các bạn nhớ bổ sung thêm để giúp cho những chiếc rễ này nhanh phục hồi, hoạt động tốt. Và đối với những chiếc rễ trên không, khi đã hoạt động tốt, sẽ hấp thụ được những dưỡng chất có trong không khí
như là độ ẩm, ánh sáng, lượng carbon dioxide hoặc là các loại phân bón lá sẽ giúp cho cây của chúng ta nhanh khỏe mạnh, phát triển tốt hơn. Tùy thuộc vào từng giống cây mà các bạn sẽ nhận thấy sự khác nhau của rễ trên không. Có rễ sẽ có được màu xanh và có rễ có màu nâu xám. Nhưng điểm chung của những rễ này, khi các bạn nhận thấy những chiếc đầu hút to tròn, khỏe mạnh, căng bóng là những rễ trên không đã phát triển rất mạnh, thì cây của chúng ta sẽ rất khỏe. Các bạn sẽ nhận thấy khi độ ẩm trong chậu được duy trì, những chiếc rễ trên không sẽ được hoạt động trở lại, căng bóng, no tròn, sẽ giúp cho cây của chúng ta rất khỏe mạnh. Và những mầm hoa đã tàn sẽ có được những mầm hoa mới được hình thành, cây phát triển sẽ mạnh mẽ hơn. Khi tất cả những rễ trên không đều hoạt động cùng một lúc, điều đó chứng tỏ cây lan của bạn sinh trưởng và phát triển rất mạnh. Và điều này sẽ giúp cho cây của chúng ta tăng đề kháng, hạn chế được nấm bệnh, điều hòa sinh trưởng phát triển rất nhanh. Những chiếc rễ trên không khi đã quá nhiều, hoặc là những chiếc rễ trong chậu, trong quá trình chúng ta chăm sóc sẽ rất nhiều, các bạn thường nghĩ ngay đến việc thay chậu mới lớn hơn để giúp cho cây phát triển. Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Mình sẽ không thay chậu. Các bạn sẽ đợi cho phần thân này dài ra và chúng ta sẽ cắt ngang đây. Mình sẽ được nhiều cây lan mới hơn. Việc làm này rất đơn giản. Khi các bạn thấy những cây lan có phần thân dài, chúng ta sẽ cắt ngang. Và với cách làm này, những rễ trên không đã có, khi các bạn chuyển sang trồng trong môi trường mới, cây sẽ rất nhanh phát triển. Và đây là cây hoa lan mình đã cắt ngang. Sau khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng thì cây hoa lan mới đã được hồi sinh và phát triển rất tốt. Ngay tại vị trí vết cắt, khi các bạn cắt ngang, chúng ta sẽ để trong một khoảng thời gian rất nhanh thì vết cắt này sẽ khô lại. Các bạn sẽ giữ ẩm phần chất trồng thì những cây hoa lan mới sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và phần cắt khi đã chuyển sang vào chậu mới sẽ phát triển rất nhanh. Và với cách làm này, chúng ta sẽ hồi sinh rất nhiều cây hoa lan trong vườn nhà mình. Chúng ta chỉ thay chậu đối với những trường hợp cần thiết, như là những chậu lan mua về. Đây là những chậu lan công nghiệp được trồng trong môi trường khép kín, một môi trường rất lý tưởng, được điều khiển bằng nhiệt độ, độ ẩm cần thiết cho sự phát triển để phù hợp với những cây hoa lan này. Khi các bạn đem về, chúng ta nên tiến hành thay chậu, bỏ hết những rễ bị hư. Và khi chúng ta chuyển sang môi trường mới, cây sẽ dần tập làm quen và sẽ có được đề kháng phát triển tốt hơn. Còn khi các bạn thấy những chiếc rễ trên không bị héo và teo tóp lại, đây là sự thay đổi của môi trường hoặc là thời tiết, điều đó hoàn toàn bình thường. Hay là đối với những chậu lan bị nấm bệnh xâm nhập vào phần chất trồng, sự thay đổi đột ngột của thời tiết đó là điều không tránh khỏi. Hoặc là chất trồng bị quá khô làm ảnh hưởng đến sự phát triển những chiếc rễ trên không. Và đối với những trường hợp này, cây sẽ hấp thụ được dưỡng chất rất kém, quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn. Các bạn nên tiến hành thay chậu đối với những chậu lan này. Mình sẽ có cách làm riêng để giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian chăm sóc. Đó chính là sử dụng tính kháng khuẩn cao có trong vỏ bọc quế. Mình đã có chia sẻ trên kênh để giúp cho cây của chúng ta nhanh phục hồi hơn. Các bạn sẽ dùng một thìa bọc quế, chúng ta sẽ bón vào xung quanh chậu. Trong bọc quế có nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt có tính kháng khuẩn cao. Khi các bạn làm điều này sẽ góp phần giúp cho bộ rễ được bảo vệ tốt hơn bởi nấm bệnh. Sau đó các bạn sẽ tưới nước vào phần chất trồng. Đối với những chiếc rễ khi đã bị khô như thế này, các bạn nên cắt bỏ, vì những rễ này sẽ không thực hiện được tốt quá trình trao đổi chất.
và chúng ta sẽ cắt bỏ những lá bị hư. Khi chúng ta nhận thấy những chiếc rễ trên đây không hoạt động và phát triển tốt thì những bông hoa khi nở sẽ bị ít đi và những nụ hoa sẽ dễ héo và mau tàn. Đối với những trường hợp như thế này, các bạn nên xử lý ngay để giúp cho cây của chúng ta nhanh phát triển, có nhiều bông hoa nở đẹp rực rỡ hơn. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn thấy được tầm quan trọng của những chiếc rễ trên không, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển và sức khỏe của những cây hoa lan, và cách để giúp chúng ta làm mới những cây hoa lan sẽ có được những cây con nhỏ được hồi sinh phát triển tốt hơn. Mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa lan tại nhà.